Xin chào thằng em. Xin giới thiệu với em, anh là Kai em không thầu. Nghe danh em đã lâu. Em có phải là hot boy xăm chỗ không? Không đáp nữa. Hôm nay á là anh muốn nói lên là để dạy đời cho em biết. Đối với em á, ra ngoài xã hội em như là một hạt cát thôi. Anh đây là gọi là một thứ gọi là có số ở xã hội. Dân chơi bốn mùa. Dân chơi bốn mùa. Thích mùa nào là anh chơi mùa đấy. Mẹ hôm nay là gặp em là anh đã hot quá rồi. Vì em nói chuyện là như một thằng con nít. Không có đủ tư cách để lên Facebook để lên nói chuyện với anh. Anh là bình thường thôi. Em thuê 50 chai để đâm mỏi tay à. Đâm là trừ là đủ má em là bình thường. Anh á đủ mà bỏ 500 triệu. Bắn nát cái đầu em luôn, bắn mỏi tay luôn. Biết chưa em, thằng em. Em biết anh là ai chưa? Anh là cây em. Biển số xe của anh 43A05982. Thằng em, qua cái xe ô tô mấy đứa thấy. Em đã thấy chưa? Thế lực ngầm. Anh là chỉ đi ô tô đâu. Em đi bộ tìm chiến thắng là mỏi chân rồi. Anh là đi ô tô. Từ nhà anh tới chỗ anh chơi là chỉ có đủ mà 10 bước chân mà thích đi ô tô. Số má như anh là đủ, không thích nói nhiều với em đâu. Với em. Để điện đây. Đủ mà anh đang thiết là đủ mà anh đâu với mẹ cái mà. Đủ mà em lâu rồi, lâu ngay. Đủ mà em ơi.